Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận những dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video này thì mình tiếp tục cập nhật cho bạn về cái dự án MetaTime. Thì cái dự án này thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn ở trên kênh, và đây là cái video mà ngày hôm trước nữa mình đã chia sẻ cho các bạn về cái kèo AROP này rồi. Thì đây là một cái dự án cực kỳ là khủng nha các bạn. Thì cái dự án nó đã huy động vốn được 11 triệu đô la. Thì ở đây thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ để chúng ta nhận cái điểm của dự án, đó là cái điểm MTCP, tức là cái điểm này thì sau này thì nó sẽ được quy đổi sang cái đồng token MTC của dự án nha các bạn. Thì những bạn nào mà mới tham gia vào iRoop này thì các bạn sẽ xem cái video này để các bạn làm cái bước đầu tiên. Thì mình sẽ để ghim cái video này ở dưới phần mô tả để cho các bạn làm cái nhiệm vụ 1, gọi là mình gọi là nhiệm vụ đầu tiên nhé. Và ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm cái nhiệm vụ thứ hai. Cái nhiệm vụ thứ hai ở đây nha các bạn. Đó, cái nhiệm vụ thứ hai này thì nó cũng sẽ là liên quan đến với cái nhiệm vụ đầu tiên. Thì các bạn kiếm được cái làm cái nhiệm vụ này để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ, và chúng ta cũng sẽ là nhận được cái đồng MTCP, tức là cái điểm của cái dự án này. Và ngoài ra thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tham gia vào test test của dự án nữa. Thì cái test test này thì nó cũng khá là khó một chút, cho nên là các bạn chú ý xem kỹ video. Thì ở cái video này thì mình cũng đã chia sẻ ở trên cái nhóm Telegram và cái trang cộng đồng của kênh. Tuy nhiên thì nhiều anh em chưa biết cách làm thì cũng đã yêu cầu mình làm cái video hướng dẫn chi tiết. Thì ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn là test test cái dự án này, cũng như là làm lốt cái nhiệm vụ thứ hai này để chúng ta hoàn thành được cái nhiệm vụ đầu tiên nha các bạn. Rồi, những bạn nào mà đã làm ở cái trang nhiệm vụ đợt 1 của Meta iRoop ấy, thì các bạn sẽ thấy được là cái tổng số điểm của các bạn sẽ kiếm được là bao nhiêu điểm. Ví dụ như ở đây thì từ cái điểm MTCP quy đổi được sang 107 điểm ở đây. Ở đây của mình đã là kiếm được là 1.185 cái đồng MTAP. Đó, thì cái điểm này nó sẽ quy đổi được ra là 1.859,69 đồng MTC, xấp xỉ là 557,91 USDT nhé. Đó, thì ở đây thì sẽ là có cái top ấy, top này này. Top bạn này bạn kiếm được cực kỳ là nhiều cái điểm, cái đồng token MTC nhé. Đây thì các bạn có thể vào cái trang iRoop này thì các bạn sẽ thấy được cái top của Việt Nam của chúng ta. Ở đây không phải Việt Nam nhé, ở đây không phải Việt Nam, là bạn là Trung Quốc. Đó, ở đây thì chưa thấy Việt Nam nhé các bạn, chỉ thấy Trung Quốc và một số quốc gia khác thôi. Đó, thì ở đây họ kiếm được rất là nhiều cái đồng token MTC. Rồi, thì các bạn là bấm vào cái phần ba gạch ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần nhiệm vụ này này. Đó, thì các bạn nếu chưa có tài khoản thì các bạn kích vào cái phần đây để chúng ta đăng ký nhé. Đăng ký ở đây thì nó sẽ có cái phần mà chúng ta đăng ký bằng địa chỉ email, đăng ký bằng kết nối ví, hoặc là các bạn có thể là đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản Apple hoặc là Google nhé. Mình sẽ là chọn đăng nhập bằng tài khoản Google cho nó nhanh. Đó, chúng ta chỉ cần chọn địa chỉ email là chúng ta đã đăng ký cũng như là đăng nhập thành tài khoản thành công. Và đây là cái trang thông tin chính của cái phần mà ví của dự án nhé. Thì các bạn bấm vào phần ba gạch này, các bạn nhấn vào phần Meta iRoop cho mình, các bạn nhấn vào đây. Rồi, ở cái phần này ấy, thì các bạn nhấn nút Start cho mình nhé, để chúng ta đi vào cái phần nhiệm vụ. Đó, ở đây thì nếu những bạn nào mà chưa làm cái nhiệm đợt iRoop đợt 1 ấy, thì các bạn làm hết những cái nhiệm vụ này cho mình. Thì cái nhiệm vụ này thì đa phần là những cái nhiệm vụ về join vào các cái mạng xã hội thôi. Các bạn tham gia vào các từng nhiệm vụ một, sau đó thì các bạn xác minh để các bạn hoàn thành và các bạn nhận cái điểm MTAP. Đó, đây cái điểm MTAP của mình là tổng điểm của mình ở đây. Rồi, tiếp theo là đến với cái nhiệm vụ thứ hai. Nó là nhiệm vụ cái phần mà có cái dấu sao này này. Các bạn kích vào đây. Rồi, thì các bạn kích vào đây. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ là chọn với cái ví, chúng ta có thể là tạo tài khoản bằng tài khoản Discord, hoặc là chúng ta sẽ kết nối với MetaMask để chúng ta tạo tài khoản, hoặc các bạn có thể là kết nối với các cái ví khác, ví dụ như Bitcap hoặc Chut Wallet đều được nhé. Mình chọn MetaMask để mình tạo tài khoản này. Rồi, ở đây thì sẽ yêu cầu chúng ta ký, thì chúng ta ký ví nhé.
Rồi, ok, như vậy thì là đã tạo tài khoản thành công rồi. Chúng ta tạo tài khoản thành công thì ở đây thì nó sẽ có một cái phần đó là copy để chia sẻ link, thì các bạn chỉ cần nhấn vào đây thôi. Đó thì nó sẽ là cung cấp cho chúng ta cái link để chúng ta chia sẻ, chúng ta mời bạn bè thì chúng ta cũng sẽ nhận được cái điểm từ cái iJob lần 2 này. Rồi thì khi các bạn kéo lên thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều những cái nhiệm vụ. Những cái nhiệm vụ này thì mình đã làm rồi nhé. Đó, những cái nhiệm vụ này mình đã làm rồi. Cái nhiệm vụ này hơi khó một chút là chúng ta phải thay đổi thông tin tài khoản Twitter của chúng ta thì chúng ta bỏ qua. Đó, thì ở những cái nhiệm vụ này thì đa phần là chúng ta chỉ là làm cái nhiệm vụ join vào nhóm Discord thôi. Sau đó thì các bạn hoàn thành xong ấy thì các bạn nhấn nút claim cho mình để chúng ta nhận cái điểm. Đó, báo màu xanh như thế này là chúng ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ nhé. Đấy, ở bên dưới này cũng thế này. Đó, các bạn mời bạn bè thành công thì các bạn cũng là claim cái điểm về này. Những cái điểm là những cái nhiệm vụ mà báo như thế này là mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé. Đó, thì các bạn làm hết những cái nhiệm vụ này cho mình. Ở dưới này thì rất là nhiều những cái nhiệm vụ, những cái nhiệm vụ Telegram hay là những cái nhiệm vụ Twitter thì khi bạn làm xong thì nó không còn hiện lên đây nữa, thì các bạn không phải làm nữa nhé. Còn những cái mà màu như này là tức là đang chờ duyệt, nó chưa được duyệt. Thì các bạn làm hết những cái nhiệm vụ này thì là các bạn sẽ nhận được cái điểm XP này. Rồi, bây giờ thì mình đã là hướng dẫn cho các bạn là tham gia testnet cái dự án MetaTime này. Để tham gia testnet này thì yêu cầu các bạn là phải sử dụng bằng cái ví MetaMask nha các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng bằng cái ví MetaMask chính của chúng ta. Rồi, đầu tiên thì các bạn khởi động cho mình cái ví MetaMask. Rồi, ok, thì từ cái ví MetaMask này thì các bạn nhấn vào phần trình duyệt. Rồi sau đó thì các bạn copy cho mình cái link này. Cái link chanlit.org nhé. Các bạn quay trở lại MetaMask này. Các bạn nhấn vào phần trình duyệt này. Rồi sau đó thì các bạn dán cho mình cái chanlit này vào. Các bạn nhấn đi. Rồi, thì các bạn truy cập vào cái trang này để chúng ta thêm cái mạng MetaTime vào trong cái MetaMask. Thì ở đây thì cái phần tìm kiếm này, các bạn gõ cho mình là MTC nhé. Rồi các bạn kéo lên. Các bạn kéo lên, nếu các bạn không thấy thì các bạn nhấm đánh tích vào đây. Rồi các bạn kéo lên này. Các bạn sẽ thấy là cái chữ mà Elean này. Các bạn thấy cái mạng này thì các bạn nhấn vào nút Add MetaMask cho mình. Các bạn nhấn vào phần chuyển mạng. Mục đích chúng ta làm này là chúng ta sẽ thêm cái mạng MetaTime testnet này vào ví MetaMask nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn quay trở lại phần ví này. Các bạn sẽ thấy là chúng ta đã add thành công cái mạng MetaTime testnet vào ví MetaMask rồi. Bây giờ cái bước cái tiếp theo, các bạn quay trở lại, các bạn copy cho mình cái link faucet này. Chúng ta sẽ là faucet, tức là chúng ta sẽ claim cái đồng MTC này về ví. Các bạn nhấn vào phần trình duyệt. Sau đó các bạn nhấn vào phần truy cập này, các bạn dán cho mình cái trang faucet vào. Các bạn nhấn đi cho mình. Rồi, ở đây thì yêu cầu chúng ta kết nối ví thì các bạn kết nối ví cho mình. Đó, sau khi các bạn kết nối ví thì các bạn sẽ thấy địa chỉ ví của các bạn ở đây rồi. Nếu như không đúng cái địa chỉ ví của các bạn thì các bạn có thể là quay trở lại phần ví. Các bạn copy cho mình cái địa chỉ ví này, các bạn quay trở lại trình duyệt. Các bạn dán vào đây. Rồi sau đó thì các bạn nhấn vào đây để chúng ta nhận 20 cái đồng MTC testnet. Ok, như vậy đã gửi thành công nhé. Và các bạn đã nhận rồi thì các bạn sẽ không nhận được nữa nhé. Mai các bạn quay trở lại các bạn mới nhận được. Rồi các bạn quay trở lại phần ví này. Các bạn loát lại cái phần ví để xem đã nhận được chưa nhé. Mình vẫn chưa nhận được. Mình sẽ quay trở lại để mình làm lại lần nữa nhé.
ở đây nó báo tức là mình đã nhận rồi thì mình sẽ không nhận được nữa. Đó, mình thoát ra này. Ở đây mình nhận rồi cho nên là mình sẽ không thể nhận được lần thứ hai nha các bạn. Và mỗi một ngày chúng ta chỉ nhận được một lần thôi. Rồi, sau khi mà các bạn nhận cái đồng MTC về ví testnet rồi thì các bạn làm thêm một bước nữa cho mình. Đó là các bạn copy cho mình cái deck này, tức là cái trang deck để chúng ta swap. Rồi các bạn quay trở lại phần ví, các bạn nhấn vào phần trình duyệt này, các bạn nhấn vào phần truy cập, các bạn dán cho mình cái trang swap vào. Rồi, ở đây thì các bạn đã có cái đồng MTC rồi ấy, thì các bạn sẽ swap cho mình sang cái đồng USDT. Chúng ta chỉ cần mỗi một ngày chúng ta làm một lần thôi nha các bạn. Ở đây thì mình đang còn có 9 đồng thôi, mình sẽ là swap 35 đồng nữa. Các bạn lưu ý là các bạn không nên swap hết bởi vì là chúng ta sẽ còn làm phí ga nữa nhé. Để lại cái đồng MTC một chút để chúng ta là còn làm phí ga nữa. Nếu các bạn swap hết thì chúng ta sẽ hết, thì chúng ta sẽ swap sẽ bị lỗi đấy. Các bạn nhấn nút swap cho mình này. Rồi các bạn nhấn vào config. Rồi các bạn nhấn vào phần xác nhận giao dịch nhé. Đó, như vậy là đã swap thành công rồi. Rồi các bạn kích vào cái nút này để chúng ta xem cái lịch sử giao dịch nhé. Đây các bạn sẽ thấy được cái lịch sử giao dịch của mình ở đây. Đó, các bạn kéo lên này. Ở đây thì các bạn copy cho mình cái contract của cái đồng USDT. Các bạn quay trở lại phần ví. Các bạn nhấn vào phần ví này, chúng ta sẽ thêm cái token contract của cái đồng USDT testnet vào. Không biết có thêm được không? Rồi, thêm được rồi nhé, các bạn nhấn nhập này. Các bạn lưu ý là cái đồng MTC cũng như là cái đồng USDT ở đây thì không có giá trị nhé các bạn. Nó chỉ là cái đồng testnet thôi, để chúng ta tham gia testnet để chúng ta có cơ hội trúng vào IROP của cái dự án MetaTime này thôi nha các bạn. Rồi như vậy thì là mình đã hướng dẫn cho các bạn là toàn thể cái cách để chúng ta làm cái nhiệm vụ IROP thứ hai cũng như là tham gia testnet vào cái dự án MetaTime này. Thì những cái chỗ nào mà các bạn chưa hiểu thì các bạn có thể là comment và các bạn đặt câu hỏi thì mình biết thì mình sẽ trả lời các cái thắc mắc của các bạn nhé. Ok, video mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.